Mến chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh của Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Trong video này, Trinh xin gửi đến cho quý vị thính giả một truyện ngắn của nhà văn Duyên Anh để nói lên những cảm xúc lần đầu tiên à, được về quê nội của những đứa trẻ à, lớn lên à, trong hơi ấm của mẹ nhưng lại thiếu tình thương của cha và gia đình bên nội. Và câu chuyện như thế nào, cái bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe truyện ngắn nắng chiều quê nội của tác giả Duyên Anh truyện được phát trên kênh của Trinh Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Nắng chiều quê nội của tác giả Duyên Anh Mùa thu rắc lắm tấm hoa vàng lên bè rau muống già dạ, lên bệnh bên bờ sông hẹp từng cơn gió heo mây mang từ cánh đồng lúa sữa về bên đò hương thơm dịu dịu và mướt nhẹ trên mặt nước làm lạc hướng lũ gọng vó những canh rau rút sợ gió hôn thẹn thùng cúp cả lại dàn mướp trước cửa sơ sát mấy cây la già trơ trội vài quả giống sạm nắng hè đông đưa theo gió bây giờ vắng bóng những con ong tệ bạc những con bươm lả lơi những con cánh cam đỏm dáng. Cảnh điều hiu đã xào xạc trong bụi tre sau nhà. Thỉnh thoảng, có đêm im vắng, tiếng súng từ mạng Nam Định vọng sang, nghe rõ mộn một. Nỗi lo âu bắt đầu hiện lên khuôn mặt hiền lành của dân đồng nội tỉnh Thái Bình. Mẹ tôi tỏ vẻ sợ sệt, mẹ chắc bóp từng đồng để ngủ nhở tảng cư. Giữa lúc đó, cô tôi từ bên làng mò sang, báo tin cho mẹ tôi là ông nội tôi ốm nặng. Ông tôi muốn gặp mẹ con tôi trước khi vĩnh biệt cõi đời. Hôm cô tôi bước chân vào quán hàng, anh em tôi đang nằm dài trên chõng tre, thương nhớ vu vơ. Chúng tôi hững hờ nhìn cô, chẳng khác gì nhìn khách lạ. Mẹ tôi bối rối dây lát, rồi mẹ gượng cười tròn đã chào cô. Mẹ tôi chỉ anh em tôi, nói với cô. Hai cháu đấy cô ạ. À. Cháu Hữu. Hà, đáng lẽ tên cháu... Mẹ tôi ngừng lại. Mẹ thấy hình phạt tinh thần tê tái lắm. Vì mẹ tôi đã trải qua tháng ngày sống nhờ tấp liệu sau vườn nhà ông ngoại. Cô tôi chừng hiểu thế. Cô quy gầm mặt, vân vê tà áo. Mẹ tôi một phút lỡ lời vì mối sầu dĩ vãng đã trở về ngay bản tính cố hữu của người đàn bà Việt Nam quê mùa, người mẹ suốt đời chịu đựng và sẵn sàng tha thứ. Mẹ tôi tiếp lời bỏ dở. Cháu hữu, cháu mai cô ạ. À. Hai con lại cô đi. Cô tôi xua tay dễ dãi Các cháu còn lạ, chị ạ. À. Thôi, đừng bắt tội chúng. Tự nhiên tôi sững sờ, em tôi run run, làm tuột cuốn sách khỏi tay chúng tôi hỏi nhau bằng mắt bằng sự im lặng xem có phải người đàn bà kia là em ruột của cha tôi là em ruột chú nghị cô tôi nhỏ bé xinh xắn cô chưa lấy chồng tôi thoáng cảm thấy cô có đôi nét giống em mai nhưng nỗi buồn quê nội mơ hồ đột khởi vẻ hiền diệu của cô tôi khoảnh khắc biến mất tôi không hiểu tại sao mẹ tôi niềm nở thay vì mẹ tôi cúi mặt làm ngơ. Cô tôi nhẹ nhàng đến gần anh em tôi. Cô nắm tay tôi khen ngoan ngoãn, giông chà như đúc. Tôi gỡ vội tay ra, khiến cô tôi ngỡ ngàng, xấu hổ. Trong tâm tưởng, tôi vẫn thường mượn tượng những người bên nội, trừ chú nghị, phải ác nghiệt, hung bạo. Những người ấy thu lượm sau nỗi tình cảm thừa thải của anh em tôi. Cô tôi bẽn lẽn quay lại đưa gối cùi dừa và năm sáu tấm bánh đa nướng cho em mai âu yếm vuốt ve em điều đó chẳng làm em mai cảm động em vùng vằng chạy về phía mẹ tôi vất trả cô tôi quà bánh anh em tôi đã trả thù giùm mẹ tôi lòng tôi hả hê khôn xiết tôi nghĩ mẹ tôi sung sướng mẹ tôi sẽ khen ngợi chúng tôi tôi đợi nụ cười triều mến thiết tha của mẹ tôi nào ngờ mẹ tôi tức giận, nghiêm giọng mắng: đồ hư thân mất nết, lạy cô đi. cô tôi lại xua tay: thôi chị ạ, à, các cháu còn dạy, với lại các cháu còn lạ. mẹ tôi lấy ngón tay dí vào trán tôi đe dọa: Chóc nữa thì chúng mày biết tao đồ mất dạy. tôi sững sờ hơn, từ xưa có bao giờ mẹ tôi mắng mỏ anh em tôi tàn tệ đến thế đâu? lại gọi anh em tôi là chúng mày và xưng tao tôi len lén nhìn mẹ và thấy mắt mẹ tôi đỏ ngầu đôi giọng lệ lăn tăng trên gò má mà nhìn rõ tôi mới hay ma mẹ tôi đã có vết nhăn tôi biết mẹ tôi đau đớn khi bắt đứa con thân yêu xưng cháu với người cô xưa kia đọa đầy mẹ nó hồi nó còn nằm trong bụng mẹ chịu đựng chung khối tuổi nhục cùng mẹ nó Cô tôi cũng khóc. Những giọt nước mắt của cô chưa rửa sạch ngay mọi ý nghĩ oán hờn của anh em tôi. Nên anh em tôi miễn cưỡng, vâng lời mẹ, cúi đầu chắp tay chào cô tôi. Chào người đàn bà mười mấy năm về trước đã hát hủi, xua đuổi mẹ tôi như xua đuổi con cho dại. Cô tôi xoa đầu anh em tôi, xoa đầu em tôi còn được, chứ xoa đầu tôi thì tôi ức lắm. Tôi 15 tuổi rồi mà. Tôi ngắm nghía cô tôi. Hai hàm răng nghiến mạnh, muốn nát tan điềm ức ức. Mẹ tôi yếu đuối quá. Tâm hồn mẹ triểu nặng tình cảm, dễ xúc động, giàu lòng vị tha. Tôi nhớ hồi cha tôi chết. Họ hàng bên nội, có ai thèm tìm đến, quấn giúp anh em tôi mạnh khăn tang đâu. Mẹ con tôi đói rách, khổ sở có ai thèm ngó ngàng săn sóc đâu. Trời ơi, vẫn chỉ một mình chú Nghị. Thế mà hôm nay, bỗng dưng, cô tôi cất công sang mời mẹ tôi về chịu tang ông nội. Cha tôi đã bị từ bỏ rồi. Anh em tôi còn nghĩa lý gì nữa? Đáng lẽ mẹ tôi từ chối, mẹ tôi lại nhận lời. Cô tôi không dám hỏi chuyện anh em tôi. Dặn dò mẹ tôi rồi xin phép về ngay mẹ tôi cố mời cô tôi bớt chút thị giờ dùng bữa cơm đạm bạc cô tôi từ chối nại cớ bên nhà bận rộn trước khi con đò dỗ sào đưa cô qua sông đồng đức cô tôi còn nhẹ nhàng vẫy đôi tay thon nhỏ nhắn nhủ anh em tôi ông bà mong các cháu đấy cả các cô các chú nữa sang với hữu mai tối hôm ấy Mẹ con tôi thức khuya sửa soạn mọi việc. Mẹ tôi đem mấy bộ quần áo mới nhất của anh em tôi, vuốt về phẳng phiêu, rồi bắt anh em tôi mặc thử. May mắn cho tôi là bộ quần áo cắt năm ngoái, mẹ tôi đã cẩn thận dặn bác phó mây đo dài rộng để hồng lớn. Bởi vậy tôi mặc vừa vặn. Còn em Mai, bác kỵ quên cắt phòng xa, thành thử cái áo mở gà co lại Em tôi lớn mau dư thổi Mặc vào dư bó lấy thân hình Cây quần đái thâm thì nắng cũng cỡ Đã thấy Mấy con gián khốn nạn Lại cắn thêm vài lỗ nhỏ Mẹ tôi bảo chả hề chi Đẹp chán Em mai buồn thiêu Em biết mẹ nói dối Tội nghiệp em tôi Thiệt thòi đủ thứ Em phụng phịu hỏi mẹ Quần áo đẹp làm gì hả mẹ? về quê cha phải khăn áo chỉnh tề ai cũng vậy nhưng quần áo của con chật thì sao chật đâu hỏi anh con xem nào vừa vặn ghê bỗng nhiên em tôi nói sao lúc trưa mẹ mắng anh em con là chúng mày mẹ xưng tao hả mẹ mẹ tôi à à rồi quay mặt đi lát sau tôi thấy mẹ tôi đưa vạt áo lên thắm mắt tôi sợ em mai khơi nỗi buồn khiến mẹ tôi đau khổ nên nhanh miệng khen em áo của em vừa lắm quần hơi ngắn một tí thôi ngắn đỡ mất công xăng dài chỉ tổ vấp ngã chứ ăn thua gì mẹ tôi nhân dịp đó nói thêm đấy con xem anh còn nói có đúng không em mai cười toe toét thật hả mẹ ừ Mai nhảy vào lòng mẹ tôi, nũng nịu. Mẹ tôi ôm ấp em tôi, mắng yêu. Bố mày, khéo vội vĩnh là. Mai vờ miếu máu, lại nhảy. Bác đền mẹ đấy, gọi con là mày nữa. Mẹ tôi cười dỗ dành em. Ôi, đứng dậy rồi mẹ đền. Mẹ đền cái tác nha. Ừ. Em tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, và trong khi mẹ tôi gấp quần áo của anh em tôi xong, gối đầu giường, thì tôi ngồi nghĩ đến chú Nghiêm. Tôi hằng ấp ủ ý định, mai mốt học giỏi, tôi sẽ cho chú Nghiêm biết tay. Xong tôi vẫn ngại mình còn bé. Mai tôi về quê nội gặp chú. Tôi đã đọc mấy nhà văn tả quê nội, sao mà tha thiết, thơ mộng đến thế. Tôi sợ quê nội nhà tôi, chẳng được như vậy vì có tấp liệu bên khóm chuối tiêu, nơi ấy mọi người đều rõ. Một đêm vắng vẻ, tôi cất tiếng khóc chào đời. Không, tôi không oán hận cái hình ảnh ấy. Chú Nghị an ủi tôi rằng, cháu sẽ nên người nhờ khóm chuối tiêu quê nội. Nên, cái hình ảnh tôi oán hận nhất là chú Nghiêm. Chú là đàn ông mà tâm hồn hẹp hòi hơn cả đàn bà. Mẹ tôi kể chú Nghiêm đổ tú tài lấy vợ thành thị. Chú Nghiêm làm việc ở Hà Nội, thiên hạ gọi chú là ông Phán. Chú khinh người ra mặt, nhưng sợ vợ, nên nỗi phải giấu giếm tiền nông, mua quà bánh gửi về quê, biếu cha mẹ. Chú chưa có con trai, vợ chú đồng bóng lễ bái, đàn chay, tôn khối công của, mà trời vẫn làm ngơ. Tôi đoán chừng thế, ông tôi mới cần đến mẹ con tôi. Gia chú nghiêm có con trai thì dễ gì ông tôi đoái thương Tôi đưa cháu đích tôn bị ruồng bỏ tôi thấy tủi thân quá tôi hỏi mẹ tôi chú nghiêm ác lắm hả mẹ chắc chú đổi tính rồi có vợ con phải khác chứ con sợ sợ gì sợ chú ấy hất hủi mẹ con mình mẹ tôi nín thinh tôi hỏi tiếp tại sao ông lại gọi sang ông ốm nặng mà trước kia ông không ốm nặng à không hay đừng sang mẹ ạ à? con sợ gì con sợ mình mồ côi cha thiếu cha thì hay bị người bắt nạt mẹ tôi nhìn tôi thương hại rồi mẹ im lặng tưởng nhớ cha tôi Tôi nghĩ thế Vài lát mẹ tôi nói nhỏ Cơ hồ không muốn ai nghe thấy Ngoài mẹ con tôi Tuy ở bên đò Vào những đêm trở gió lạnh Văn tanh văn ngắt Mẹ đợi dịp này 15 năm rồi con ạ à. Cha con hồi còn sống Giỡn ông ghê lắm Nhưng nhiều lúc cha con cũng mong được ông đói thương mẹ chả muốn sang làm gì. Sang thì ăn vàng ăn bạc gì. Khốn nổi. Mẹ sợ nhỡ trời Phật không thương mẹ con mình mà bắt mẹ chết thì các con bơ vơ. Nên mẹ đưa các con về. Dẫu thế nào chăng nữa thì giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Mẹ ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp mẹ con ta cứ sang thăm ông bà. Hễ sao, mình lại về bên đò bán hàng, mẹ con đừng bọc nhau, lo gì. Em Mai tự nãy vẫn ngồi yên chăm chú nghe chuyện. Em khiêu bớt đèn cho sáng thêm, đoạn em hỏi mẹ bằng giọng nói đầy lo lắng. Nhớ ông nội bắt anh em con, rồi đuổi mẹ đi. Thì sao? Mẹ tôi đưa tay, nếu em mai vuốt tóc em âu yếm thì con ở với ông bà mai ngúng quẩy. ư ừ, con thèm vào hổn con ở với ông bà sung sướng hơn ở với mẹ nhưng con thích mẹ con không thích sung sướng mẹ tôi trêu em không thích ông cũng bắt sang mẹ nghèo hết gạo nuôi con rồi em mai tưởng thật quạ lên khóc mẹ tôi lại vỗ về em nín đi con ngoan của mẹ mẹ nói đùa mà ai dám bắt con của mẹ mất con thì mẹ chết mẹ tôi lau mắt cho mai em ghì chặt thân hình mẹ như sợ người ta cướp mất em thỏ thẻ. mẹ đừng để ông bắt con nhé mẹ nhé ừ vậy ngủ đi vâng ạ à. mẹ tôi dặn tôi Mai sang ông vợ chú nghiêm mắng mỏ Còn phải nín lặng nha Sao phải nín lặng hả mẹ Để chú nghĩ rằng Con mùa côi không mất dậy Tôi chưa kịp trả lời Mẹ tôi đứng dậy Đi về phía bàn thờ cha tôi Mẹ thắp hương Khấn vái thì thầm Anh em tôi Phần cảm động Phần nhớ cha Ôm lấy nhau Giữa con mắt non nớt Rươm rướm lệ con đường đất đỏ nhô lên, thụt xuống, từng khúc ngắn như những bậc thang. Hai bên, cỏ dại mọc xanh um, hoa hẹn đua nhau nở. Sương mùa thu vương mắt long lanh, khiến hoa đã hẹn, càng hẹn. Cỏ đã dại, lại càng dại, chẳng khác chi mấy cô gái xấu, son phấn, tô điểm dung nhan. Mặt trời, chắc đêm qua thức khuya, hôm nay dậy muộn, gió thổi mát rượi mang theo hương lúa thơm non. Em mày chừng đã mỏi chân, bước đi uể oải, một tay giữ chặt quai nón cho gió khỏi tung, một tay em xách đôi guốc. Anh em tôi nói chuyện liên thuyên để quên đường dài. Thoạt đầu là chuyện quốc văn giáo khoa thư. Mai hỏi tôi. Anh có nhớ những bài trong sách quốc văn không? Nhớ như in. Anh nói khoát chả tin Đố anh mà xem Thật hả? Ừ Em đọc một câu Anh phải trả lời ở quyển nào Tên bài là gì nhé? Đọc đi Không cần ngẫm nghĩ Mai đọc Một đêm Nằm mãi không ngủ được Tôi lắng tai nghe Bài tiếng động ban đêm Lớp dự bị Vẽ hình người đàn ông nằm ngủ Tay vắt ngàn trắng Chân phải gác lên gối chân trái đúng. Cơm nước xong xuôi, trời vừa tối. Ngọn đèn treo ở giữa nhà, bài tối ở nhà, lớp dự bị, vẽ hình... Thôi, đừng nói nữa. Thằng sử thấy ở trên cành cây có một tổ chim chích chòe. Bài không nên phá tổ chim, lớp sơ đẳng. Mày lè lưỡi ngạc nhiên. Anh giỏi ghê. Bây giờ anh đố em nhé. Vâng. Anh chắc em thua. Thì anh cứ đọc xem nào. Ba, ra ngoài sân, cầm cái rổ vào đây cho tao. Con sợ lắm. Sợ cái gì? Trời tối lắm, con sợ ma. Tôi đọc xong, nhìn em, mỉm cười. Em tôi có vẻ suy nghĩ, rồi em tôi nói bừa. Bài, phải bảo giảng, lớp sơ đẳng. Sai thế lớp dự bị cũng sai em thua mà chắc anh lấy ở sách khác ừ thảo nào chứ hai lớp sơ đẳng với lớp dự bị em thuộc lòng anh biết thế nên anh đố em bài trong quyển luân lý giáo khoa thư anh em tôi cười vang quãng đường ngắn dần lại mẹ tôi bảo hết quãng đường này qua dịp cậu mong manh vắt vẻo ngang con ngồi là vào tới đất làng trường an tôi nóng lòng muốn biết quê hương quên cả mỏi mệt tâm hồn tôi mỗi lúc một trải rộng mẹ tôi cũng thế tôi thấy nét mặt mẹ hớn hở vui tươi rồi qua nhịp cầu tre mẹ con tôi không ai bảo ai mà tim đánh thình thịch bước chân run rẩy mối cảm xúc dần lên cùng với nỗi lo âu hồi hộp em mai đã xỏ guốc vào chân em ngây thơ hỏi vớ vẩn khiến tôi bớt sợ hãi anh ơi ông nội mình có râu không nhỉ chắc có có thì ông hiền sao em biết em thấy sách vẽ ông tôi râu dài tóc bạc ông ngoại mình không có râu lại đầu trọc nên ông ác anh ạ à. câu nói ngộ nghĩnh ấy Lúc khác thì tôi đã ôm bụng cười, nhưng bây giờ, chân tôi đang in vết trên lối ngõ quê cha, tâm hồn tôi đang sao xuyến, tôi không thể cười được. Mẹ tôi bước nhanh, mẹ bỏ rơi anh em tôi một khúc đường, rồi mẹ đợi chúng tôi tới. Mẹ tôi chỉ tay về phía túp lều trống không bên bờ ngói, nói rằng đây là nơi cha mẹ tôi đã gặp nhau. Đi thêm vài chục thước nữa, thì rẽ sang tay phải. Mẹ tôi bảo. Ông ngoại, bắt mẹ đánh đập và gọt đầu bôi vôi ở khúc rẽ này. Mẹ tôi nhắc từng mẫu dĩ vãng đau buồn. Từ căn nhà lụp sụp mà cha tôi gửi gắm mẹ tôi hồi mẹ tôi bụng mang dạ chữa. Đến cái ao tù bà mẹ tôi đã phải ngôi ngóp dưới nước vớt bèo, kiếm rong nuôi lợn suốt cả mùa đông lạnh lẽo. Mắt mẹ tôi chớp mau rươm rướm lệ kỷ niệm xa xưa không còn mơ hồ nữa quê nhà tôi ai biết đâu lại chở chất bao nhiêu tình thương yêu bao nhiêu niềm mong nhớ bao nhiêu nỗi u sầu tôi tưởng tượng mỗi khóm cây mỗi lối mòn đều để dành cho anh em tôi những cảm tình thắm thiết và hôm nay tôi trở về thu lượm dần những mối tình thắm thiết, rơi rụng sau 15 năm xa vắng. Anh em tôi rón rén, nếp sau mẹ, nghĩ ngợi mong lung. Mẹ tôi dặn dò. Nhớ lời mẹ dạy chưa, các con? Thưa mẹ, nhớ rồi ạ. À. Sắp đến nhà ông, Hữu, sửa lại quần áo đi. Vâng. Bây giờ anh em tôi bớt lo sợ Dần sự uất ức Đang nhóm lửa Chú nghiêm nhìn tôi chầm chầm Chú hất hàm hỏi tôi Mày học lớp mấy? Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi Ngầm ý khuyên nhủ Hãy lễ phép Tôi đưa mắt nhìn mẹ tôi Nhìn em tôi Nhìn tất cả đám người họ nội Đang quay lấy mẹ con tôi Như thử thách, như bắt nạt Nước mắt tôi muốn tuôn ra tôi chợt nhớ lời chu nghị khuyên tôi phải luôn luôn can đảm nên tôi dằn lòng nghiến răng chịu nhục thiêm nghiêm hằng học nói nó ca mà cô tôi ba bốn cô song tôi chỉ biết mặt cô sang nhà tôi hôm trước đỡ lời cháu nói nhát cô tới gần tôi vỗ về cháu trả lời chú đi cháu học lớp mấy tôi ức quá nói với cô tôi. Cháu không nhát. Mẹ cháu nghèo. Cháu không đi học. Nhưng mẹ cháu không gọi cháu là mày. Ai gọi cháu là mày? Cháu không trả lời. Chú nghiêm ghét tôi. Chẳng thèm hỏi nữa. Còn thiêm nghiêm biểu môi, mỉa mai. Mẹ con mày, tưởng giỏi lắm đấy. Tôi cãi lại. Cháu không giỏi, nhưng cháu không mất dạy. Cháu mất dạy đã có mẹ cháu, cháu không thèm nhờ ai mẹ tôi chắc giận tôi mẹ ngồi im lặng bà tôi kéo mẹ tôi xuống bếp nói chuyện gì không biết mà bà tôi và mẹ tôi khóc nức nở các cô tôi săn đón em mai cô nào cũng nhận em tôi giống mình tôi bỏ rơi hiện tại để thăm quá khứ bỗng tôi nghi ngờ tất cả giả dối hết mẹ con tôi chưa được thăm ông tôi điều đó tôi nghĩ chả cần vì sự thật cho tới lúc này tôi đã thương ai ở bên nội đâu trừ chú nghị tôi lén ra vườn sau nhưng không thấy túp liệu mà chỉ thấy dăm bảy khóm chuối tiêu trái đang chờ chín một nỗi buồn thoáng lọt trong tâm tưởng tôi tôi trở vào đúng lúc các cô tôi tìm tôi bảo là ông tôi vừa tỉnh giấc các cô đưa tôi lên nhà trên ở đây đã tụ họp nhiều người Mẹ tôi ngồi bên bà tôi Em Mai chạy sang phía tôi Bao nhiêu con mắt Cùng đổ dồn vào một ông già đang thiêm thiếp ngủ Trên giường đệm trải vải trắng toát Ông tôi đấy Qua bức màn lang tiêu Anh em tôi Thấy ông tôi tóc bạc râu dài Em Mai bấm tay tôi Đưa mắt hỏi han. Tôi cúi thấp xuống Em ghé miệng gần tay tôi thì thầm Ông có râu dài Tôi nhăn mặt bắm tay em, ra hiệu im mồm. Nhưng em tưởng tôi ăn ý, nên kiện chân lên nói tiếp. Tóc ông bạc, anh ạ. À. Ngày lúc đó, ông tôi cựa mình và đôi mắt chơm chớp, rồi mở to dần dần. Bà tôi đi lại chỗ ông nằm, chỉ tay về phía anh em tôi. Bà nói thông thả từng tiếng một. Hai cháu ông kia kìa, anh em tôi đứng ngay. Tôi nhớ rằng tôi có ông bà, song dựng như hai tiếng thiên liêng ấy đã bỏ anh em tôi chuỗi thời gian xa xôi quá. Nên giờ đây tôi chưa cảm thấy gì. Ông tôi khó nhọc nghiêng mình nhìn anh em tôi. Ông tôi vừa thở, vừa nói dứt khúc, mỏi mệt. Mẹ, chúng nó no đâu? Mẹ tôi không dám đứng dậy Mẹ lết người tới. Ông tôi đặt tay lên đầu mẹ tôi. Ông nói, Con dâu tôi. Mẹ tôi chỉ kịp nghe tới đấy, đã vội òa khóc. Mười mấy năm rồi, mẹ tôi chờ đợi ngày hôm nay. Ngày đứa con gái bỏ nhà theo trai, được công nhận làm dâu họ Nguyễn. Ông tôi bắt vén mạng lên, bà tôi đỡ mẹ tôi lui xa. Mẹ tôi khóc sướt mướt, ông tôi nhìn anh em tôi bằng đôi mắt yếu đuối. Ông nâng cánh tay gầy đét, khẳng khiu một cách khó nhọc, vẫy vẫy anh em tôi. Cô tôi dục tôi tới ông. Anh em tôi cứ đứng nhìn ông mãi. Đến khi thấy hai dòng lệ ngắn ứa ra từ đôi mắt già nua của ông tôi, thì tim tôi tự nhiên đập mạnh. Chỉ hai dòng lệ ngắn ấy cũng đủ rửa sạch mọi ý nghĩ hờn oán của anh em tôi suốt thời thơ ấu tối tăm dài đằng đẵng ông tôi bị xuyển ông muốn nói rất nhiều rất nhiều với anh em tôi nhưng đờm còn vướng ở cổ họng bộ mặt ông tôi lúc này thiểu não uất nghẹn cái thứ uất nghẹn của một người thèm nói mà không nói nên lời ông tôi cơ hồ cố thu góp hơi thở thành tiếng gọi anh em tôi cháu cháu đích tôn của ông tiếng ông tôi thoang thoảng như một cung đàn gần đức anh em tôi lắng nghe và nghe xong không đứa nào bảo đứa nào nước mắt trào dâng chạy xô lại ôm lấy ông tôi nức nở tự nhiên con đờm xuôi xuống ông tôi khỏe mạnh lạ thường ông tôi vuốt ve anh em tôi ông tôi nhắc lại câu ban nãy cháu đích tồn của ông tôi xoa ngực ông tôi nói trong cơn thổn thức ông ơi ông tôi khe khẽ gọi cháu ơi dạ giọng ông tôi trở nên nghẹn ngào trắc ẩn ông nắm chặt tay tôi cháu khổ sở nhiều hả chẳng đứa nào ngó ngàn hai cháu của ông hả? Không ai đền bù cho các cháu được đâu. Nước mắt anh em tôi rơi rụng trên bình ông tôi, thấm qua hai lần áo dày, ương ướt làn da nhăn nheo. Tôi nói, ông đền bù chúng cháu rồi. Em mai vuốt râu ông thủ thỉ. Ông khỏe, ông kể chuyện cổ tích cho anh em cháu nghe ông nhé ông tôi nhếch miệng cười ông gọi chú nghiêm dặn dò rồi đuổi mọi người ra trừ anh em tôi chúng tôi trèo lên giường mỗi đứa nằm một bên cố thu về hơi ấm mất mát từ lâu ông tôi ôm ấp anh em tôi chúng tôi nằm im mặc cho tình thương len lỏi mạch máu vào thớ thịt hơn nửa tiếng sau tôi không nghe thấy hơi thở của ông tôi nữa. chả biết khi con đờm vít kính cổ họng ông tôi có đau đớn không? chắc ông tôi chết trong nỗi niềm sung sướng. tôi mới tin rằng ông tôi đã đền bù cho anh em tôi nụ cười cuối cùng trước khi sang thế giới bên kia. buổi chiều ở quê nội nhà tôi lung linh màu sắc. anh em tôi tha thẩn ngoài ngõ nhìn nắng vàng rớt rơi trên đồi cỏ ngàn cây. Nắng chiều mong manh thật, bừng sang rực rỡ, rồi tắt đi vội vàng. Mẹ tôi thường hay nói, Nắng cứ sắp tắt, thì lóe lên đẹp đẽ là... Hôm nay, trong ngõ nắng sắp tắt, tôi chợt hiểu tại sao mẹ tôi mong đợi ngày về quê nội. Lòng tôi xốn sang, tôi cất tiếng hát đuổi theo bóng nắng, đang lướt nhẹ bên bờ dậu quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm chạy dài trên khóm cây đàn chim ríu rít ca em tôi hòa điệu bao người ra ngồi hay đứng bên thềm chuyện trò vui với nhau đợi sống thần tiên bài hát này tôi học năm tôi bảy tuổi bây giờ hát lên tôi mới thấy thấm thía Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Nắng chiều quê đội của nhà văn Duyên Anh. Sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh để có thể nghe được nhiều truyện hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.